Xin chào các bạn. Đây là mạch áp AQ của mình. Nó tự động ngắt khi đầy và tự động nạp khi bình xuống yếu điện. Ở đây là sơ đồ. Ở đây gồm có một diode thường này, một tụ hóa này, một diode Zener, một chợ 1K và một tiếp 41. Ở đây là relay nhé. Ngoài ra ở đây là hai bóng đèn. Hai đèn này có màu khác nhau, mình dùng led màu xanh và led màu đỏ. Hai con điện trở này là điện trở 220 ohm, có thể tùy các bạn. Đây là sơ đồ. Khi mà điện nó yếu ấy, thì relay nó sẽ ở tiếp điểm thường đóng này, mình chả biết thường đóng hay thường mở, nói chung nó như thế nào. Khi mà AQI tầm trên 13V thì cái điểm thường đóng này nó sẽ lên cái điểm, nó sẽ nhảy cuộn hút, sẽ hút cái điểm thường đóng này nhảy lên điểm thường mở ở đây, và led này được sáng và led này tắt đi. Khi yếu cũng thế, nó sẽ nhả ra và bình lại được làm tiếp. Còn đây là mạch thật mình đã làm. Nói chung bây giờ ngồi cắm mạch cho các bạn xem thì chắc mình chết mất. Đây, mình sẽ test cho các bạn xem. Đầu tiên mình mở nguồn nhé. Mình sẽ chỉnh lên 12V. Đó, bắt đầu 13V. Đây là trong trường hợp này bắt đầu là bình đầy ở 13V, bình sẽ đầy. Đồng hồ bên này sẽ tắt, mình bây giờ mình sẽ giảm xuống. Các bạn nghe tiếng tách nhé. Đó, và đang được nạp. Bóng xanh là chỉ thị đang nạp đây 12V. Mình xem bao nhiêu vôn thì nó bắt đầu đóng, bắt đầu ngừng sạc nhé. Các bạn thông cảm cái bộ nguồn này của mình nó đẹp. Rồi 13,5. 13,5V là bắt đầu nó ngừng sạc, nó không sạc nữa. Và mình thử xem nó xuống, chắc xuống một tí ạ. Đó, xuống 13 một tí là bắt đầu lại sạc tiếp. Cứ thế nó duy trì cho mình ở tầm mức trên 12, ở 12V. Đây là mạch thật. Nếu bạn nào không làm được thì có thể liên hệ mình. Mình sẽ làm và gửi cho các bạn. Đây, mạch pin mình làm đây. Nó chỉ đơn giản thế này thôi. Chào các bạn, đây là mạch lạp AQ tự động ngắt khi đầy của mình. Đây là mạch nạp đây. Nét màu xanh này báo đang sạc. Còn nét chưa sáng này này là báo khi nó sáng lên mới là sạc đầy. Và nó sẽ ngắt hoàn toàn nguồn vào. Nguồn vào, nó sẽ ngắt hoàn toàn nguồn vào AQ luôn. Ở đây sẽ không có điện. Khi là bóng xanh này còn sáng thì ở đây đầu ra này sẽ có điện. Còn khi là bóng đỏ sáng thì đầu này sẽ không có điện, và chỉ có điện chạy ngược từ ắc quy ra đây thôi. Nhưng mà lúc đấy bóng xanh phải sáng thì mới có điện chạy ngược ra, còn bóng đỏ thì điện vào hay điện ra sẽ không có luôn. Và đây mình đang làm thử. Nhược điểm của mạch này ấy, là các bạn phải kẹp nguồn và ắc quy trước, kẹp cái đầu này, đầu ra vào quy trước để cho bóng màu xanh nó sáng lên, thì các bạn cắm nguồn vào thì nó mới nạp được. Còn không là nó sẽ không nạp, như nó sẽ không nạp khi các bạn cấp nguồn trước, cấp nguồn vào trước. Đây, mạch rất đơn giản, dùng một tiếp 41 này. Mình dùng tiếp 41 và một relay, một diode Zener 15V và một diode thường. Đấy, chỉ có thế thôi. Còn sơ đồ thì sau khi...